Đấy các bạn. Là lúc trời tối mịt, tôi vừa mới để mấy hòn đá ong vào để đôn cái đế lên cho nó lộ cái bệ ra các bác. Này. Nhìn nhá. Ai đi gặp mấy bố nha. Bây. Dạ. Đừng động đấy bố đổ nhá. Đổ nhá. Đổ bố, đổ bố, đổ bố. Bố ăn, bố ăn. Bố ăn làm được bố không? Cô toàn là một mình thôi. Đấy. Nổi lên cũng rồi. Ok đấy các bạn. Đấy. Rồi chỉ cho đất đổ nước thôi. Để tôi đi lấy đất mới lại lấy cái cưa để cắt cái ngọn kia các bạn. Đấy, cắt đi cái ngọn này. Hy sinh. Đấy là một giống nam biển các bạn. Còn đây là một giống nam biển rất là xịn, chuẩn các bạn. Các nhìn cái da nó khác không? Như màu đồng các bạn. Đấy. Vàng óng như màu đồng. Đấy, da da cóc vàng óng như màu đồng. Đây các bạn xem. Đấy, da như da cóc nha. Vàng óng luôn, dăm tôi rút cũng được đôi lần rồi cho nên là nó cũng sóng rồi. Sóng hơn rất nhiều cái kia rồi. Đấy, nó không có những cái dăm bị chết, bị bỏ, bị mọc xên xẹo bác. Đấy. Cái này thì mất thời gian hơn. Lại cái ngọn thì phải cắt đi nên là lật lên nó sẽ lâu. Các bác nhé. Tôi đi lấy cái cưa các bác nhé. Cái bệ này, cái cây này bệ là đẹp hơn. Đấy, hai bên đối xứng. Ở giữa là cây lộc vườn kia. Đấy. Lấy cái cưa bác nha. Đây, cưa đây các bác. Đấy. Thì trời nó cũng tối rồi. Làm nó rất mất thời gian này. Hai cây này, hai cây rất to này.
thì chắc hôm nay tôi cắt cái ngọn kia xong rồi mai mới trồng được. Muốn trồng bây giờ cũng không quay được cho các bác, trời tối rồi, mai cắt cái ngọn là cái nhá bác, bác nha. Xem qua cái ngọn đấy, ngọn gần này nó mới biết lỗi được mà, lỗi đấy, không cắt đi thì không được, cắt quyết định cắt, kiểu gì chả có cái ngọn thứ hai mất thời gian không thôi. Định bẻ cái này để gập lại nhưng mà nó giòn quá, nó bị sâu lõi. Đấy. Nên thôi, đang nào cũng chờ cái mầm mới. Định giật nó lên, nói các bác là để cắt đi nhưng mà thực ra muốn giật nó lên xem nó có được không. Giật lên thì gãy rồi. Đấy. Rồi. Tạm ổn, tối quá.
không nhìn đấy. Đấy. Thì nữa chắc phải bôi tí thuốc vào cái vết cắt kia. Vết cắt kia. Nha. Yeah. Lượt cho bác xem cái cây này. Cưa quá. Đây này, nhìn đi. Đấy. Này đi dâm được cây ngon đấy các bạn. Đấy. Rồi. Hẹn gặp lại các bác ở hôm vợ chồng hoàn thiện cái này nhá. Xin chào các bác tối quá rồi.